bốn nhân nô nô mô đàn tu chia rằng là khăn tu xa xa nào a ca sa ta cha phung ma tha đề hoa na ra ma thi ca bốn nhân nô nô mô đàn tu chia rằng là khăn tu nô ga ru a ca sa ta cha phung ma tha đề hoa na ra ma thi ca bốn nhân nô nô mô đàn tu chia rằng là khăn tu nhà ta vô Akasattha chapum matha dewa naga matika bunyang no no mo nan tu chi rang rakhan tu ba ni no Akasattha chapum matha dewa naga matika bunyang no no mo nan tu chi rang rakhan tu no sa da chữ thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều lắm vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hệ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con quy tụ đạo màu tu hành tinh tận ngõ đầu vô sanh văn kinh chi cú sa la cấm mạng cấp tấp bằng kỷ ri văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta san ni no at thi ye cha sat ta a san ni no ka tang mu nya pha lang mai hang sap be pha ri pha wan tu te ye tang ka tang su wi di tang đinh năng mu nya pha lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti đề hoa gan toa ni quê đa dùm sắp bê lô cầm hi ye sát ta chi quan ta ra hê tu ca ma nôn nhân phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đã lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà. Chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chủng đền hậu mạch ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, sanh thế giới các hàng. Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường. Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hòn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta mê buôn nhân a sa quát ca gia quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy làm một duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con đã xong phần lễ bài tam bảo và thọ trì tam quy ngũ giới. Con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền tam quy ngũ giới cho đạo tràng chúng con, đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã lắng tâm thanh tịnh cùng với con đọc kinh lễ bài tam bảo và thọ trì quy giới. Phước báo trong sạch nào có được trong ngày hôm nay, con cùng kính dâng đến ngài Trí Đức cùng Chí Tôn Đức. Con cùng kính dâng đến quý bà, quý cô tu nữ, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý vị, quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh, bồ đề tâm kiên cố và sớm thành tựu được đạo quả giải thoát. Con cũng xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý vị đều luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và giờ đây thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít đến ngài Trí Đức để ngài
tổng kết kê pháp a tha quát gá ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân ích đến ngài. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn Thiền Đức Tăng, kính lễ Đại Đức Phật Thạnh, kính chào cô tu nữ Như Pháp, kính chào Sĩ Mê Ta, Sĩ Quán Mộng, Sĩ Tiên Lạc, Sĩ Hạnh Kiểm, Sĩ Như Hoàng, Sĩ Kim, Sĩ Tầm Man và Đạo Hữu Karuna, Sĩ Nhung Phạm nữa chứ. Rồi, quý vị nghe âm thanh rõ ha. Rồi, xà tủ, xà tủ. Hôm nay chúng ta ôn lại phẩm tự ngã Atawaka. Và trước khi ôn lại những bài học này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arang Tatha Gato Lo Kutamo Sapakaru Hiche Tako Lo Kasasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chani Giác Cần. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng, Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng, Tôi Thượng Giáo Chủ, Trí Năng Vô Lượng, Tử Đế Ngài Đã Tin Tưởng, Thông Minh Dạy Bảo, Dân Lương Khó Trần. Con xin đại lễ Phật ân đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Tam mô bát đi bồ tát ta sa sát tu nô lô ca nó mình thá sa quy na ca rô cô sáp văn nhu bút thóc bát đi phù thí sanh nhã tu hoàn đà ma hành tầng na ra phù. Cha này gia cần pháp bảo quy nhẫn vàng như là soi sáng vẹt mạng vô minh phá tan làm đặc chúng sinh để dựng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sanh khô quý số thù thu hết ta sẽ xà quá cô xích khà số cà mù quá ra thầm má xích khà cô nền đà bất sần xà đi hà nà đá rù quá rù hoàn đà má hành tầng đá ra bù. Cho này giác cần tăng bảo thinh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh lý trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hì đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tần át tế gia tề chề nó sẽ khà mê ê tu quá thanh hằng tá xà bí à nước hòa quề nó sẽ hạ xà dề nó sẽ chạch tú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Tha Dạ. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào phần ôn lại những bài mà chúng ta đã học trong các phẩm tự ngã Atawaka. Từ câu Phật ngôn 157 ha, cho đến câu Phật ngôn 165 ha. Như vậy tất cả là có 10 bài học ha. Trong 10 bài học, 10 tích truyện này, bây giờ tại sao có cái tên là phẩm tự ngã Atawaka? Atta là tự ngã, waka là phẩm, là đoạn. Vậy thì Atawaka phải là phẩm tự ngã. Vậy thì chúng ta tự ngã hay là bị ngã? Quý vị hiểu sao? Bị ngã là như thế nào mà tự ngã là sao? Có phải tự ngã là tự mình té không? Mà bị ngã tức là bị xô té hay không? Rồi trong 10 tích truyện này, quý vị thấy tích truyện nào là tâm đắc
có thể là bài học, đó là để chúng ta nương theo đó làm kim chỉ nam để tu tập. Hoặc là cái bài học nào mà chúng ta thấy ồ này rắc rối quá, khó hiểu quá, chúng ta cũng có thể đem cái bài học đó ra để chúng ta chia sẻ cho được thông suốt, và mình hiểu mình là ai ha. Tự ngã cái nghĩa là mình tự tự biết mình là ai. Vậy thì trong đạo tràng của chúng ta có Sikh Mita này ha, Sikh Hạnh Kiểm của tu nữ nhiều pháp, rồi Sikh Kiểm Sikh Tờ Man, hôm nay cũng nhiều nhiều ha, rồi Sikh Dung Phạm nữa. Bây giờ ai là người xung phong, ai là người xung phong trong cái vấn đề ôn tập ở đây, có nghĩa là chúng ta đưa ra câu Phật ngôn đó để rồi chúng ta đi vào chủ đề của câu Phật ngôn đó, chứ không phải là chúng ta học 10 câu Phật ngôn rồi đem ra hết 10 câu Phật ngôn đó để rồi chúng ta làm rối đạo hình. Chúng ta chỉ cần chọn một câu Phật ngôn trong 10 câu Phật ngôn này để chúng ta đi vào chuyên đề, đi thẳng vào nội dung đó, thì cái sự gom tâm của chúng ta tốt hơn. Chứ bây giờ chúng ta mỗi người một câu Phật ngôn thì quý vị thấy bị rối phải không? Thôi chỉ cần một câu Phật ngôn trong 10 câu Phật ngôn này. Bây giờ quý vị có thể chọn, quý vị thích câu Phật ngôn nào trong 10 câu Phật ngôn này, chúng ta sẽ đưa câu Phật ngôn đó lên, rồi chúng ta đi vào chủ đề, nội dung của câu Phật ngôn đó, rồi chúng ta thảo luận. Rồi bây giờ quý vị có thể chọn một trong 10 câu Phật ngôn. Alo. Rồi sự trình bày của quý vị về câu Phật ngôn đó, nói lên cái ý kiến của mình, rồi đạo tràng thảo luận theo cái ý kiến đó đúng hay là sai, để chúng ta có được một cái trường hợp gọi là Kale Nathamasa Kacha, thảo luận, biện luận về Phật Pháp. Mà thảo luận hay biện luận về Phật Pháp đó là một hạnh phúc cao thượng trong 38 điều hạnh phúc ha. Thì bây giờ chúng ta đưa ra một câu Phật ngôn, đi sâu vào câu Phật ngôn đó, và cái người trình bày nêu lên những cái điểm yếu, những cái điểm quan trọng, và có thể đặt câu hỏi để cho đạo tràng thảo luận. Quý vị nghĩ sao? Bây giờ trong 10 câu Phật ngôn, vị nào cảm thấy câu Phật ngôn nào tâm đắc? Rồi, quý vị cứ đưa lên để chúng ta thảo luận. Thích câu Phật ngôn nào? Alo, alo, quý vị tự chọn. Chứ còn bây giờ chỉ định thì có hình thức áp đặt, bắt buộc, miễn cưỡng. Còn quý vị mà tự chọn như vậy còn có một cái quyền tự do của quý vị. Chứ còn bây giờ chúng tôi nói là Sikh Kim có con này ý nghĩa sao, thì Sikh Kim nghĩ tại sao mà coi như là áp đặt tôi phải đưa ra câu Phật ngôn đó, là cái câu mà tôi không thích xíu nào ấy, thì không được. Thì quý vị phải tự chọn đi, để cho có cái quyền tự do nhé ha. Rồi quý vị chọn câu Phật ngôn nào trong 10 câu Phật ngôn phẩm tự ngã ách tao quá cả. Alo. Mới buổi sáng cái là thấy ngồi thiền rồi chán thiệt. Chọn câu Phật ngôn nào đi, để rồi chúng ta đi vào nội dung câu Phật ngôn đó. Alo, alo. Quý vị chọn câu Phật ngôn nào? Wow, Sikh Kim nó có Phật ngôn 157 tới 166. Trời đất ơi, chọn gì mà nhiều quá vậy nè.
làm lần 10 câu vậy ai chịu nổi à, để cho người ta sống với chứ. 10 câu thời gian đâu đủ, bây giờ chọn với một câu thôi. Câu nào? 166 hả? Chí Mê Ta 166, Chí Kim cũng 166. Tại sao chọn 166 hả? À, câu 166 rồi. Bây giờ hỏi Sĩ Mê Ta này, tại sao thích câu Phật ngôn 160 sao, trong khi Sĩ Mê Ta thích trả lời tại sao mình thích như vậy, rồi chúng tôi sẽ đưa câu Phật ngôn đó lên. À, rồi mời Sĩ Mê Ta cầm mic chùm, à, rồi chúng tôi sẽ đưa câu Phật ngôn 166 lên. Alo, alo, Sĩ Mê Ta ơi, cầm hai chị em luôn ha. Hôm nay Sĩ Mê Ta xin đôi ta. Mê Ta 20, Mê Ta 22 nữa, trời ơi. À, lấy thiệt đàn rồi ha. Một lần hai cái nick Mê Ta luôn, ghê thiệt. À, bên này nói mà thua thì bên kia lên nói ha. Hai chị em xa luôn chiến ha. Rồi, xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, Đạo Tràng có nghe được. Dạ, cảm ơn cô Kim. Dạ, cảm ơn cô Đờ Men. Dạ, cảm ơn cô Nhung. Dạ, ba người nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu làm thành tốt. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Thị Đức cùng Chư Tôn Đức. À, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thì đúng ra thì trong cái phẩm Tự Ngã này 10 câu Pháp Cú thì cái câu nào cũng là một cái bài học, câu nào cũng là cái kim chỉ nam, hay là câu nào cũng là lời vàng của Đức Phật. Câu nào con cũng thích hết. Nhưng mà Ngài hỏi là thích nhất là câu nào, thì con trả lời là con thích là cái câu 166. Sở dĩ con thích cái câu này là bởi vì đây là cái câu mà Đức Phật đã đưa ra, một cái ý mà Đức Phật cuối cùng Đức Phật đã tổng kết lại là trong cái phẩm này thì Đức Phật nói là chỉ có cái tư lợi của chúng ta là những người con Phật, dù là chư tăng hay là chư ni hay là chúng con là cư sĩ tại gia, thì cũng nên nhớ cái mấu chốt này, nhớ những cái tư lợi này. Đây là cũng như là cái tâm nguyện mà vô cùng quan trọng mà Đức Phật đã từng trong cái tích sự về Ngài Atthadatta, thì Đức Phật đã đưa lên là đã nhắc nhở những người con Phật là nên noi gương cái Ngài trưởng lão này, bởi vì Ngài đã biết chọn cái tư lợi của mình là cái tâm nguyện mà vô cùng quan trọng, vô cùng mọi người con Phật đều phải luôn luôn nhớ đến cái tư lợi của mình. Thì con thấy là cái điều này là chúng con dạ con xin sám hối, chúng con là Phật tử thì chúng con phải nhớ cái điều này, nhớ cái điều mà cái tư lợi của mình, đây là cái điều tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, nhớ là phải hành theo giáo pháp của Đức Phật để đi đến cái điểm chung kết, đó là làm sao đạt được cái thánh sản, chứ không phải chỉ đạt cái
nhân sản và cái thiên sản mà thôi. Đó là con đường làm sao để đạt được đạo quả giải thoát, dứt khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, đó con lý do mà con thích cái câu này là như vậy. Bởi vì chúng ta phải làm sao dầu kiếp này chưa được thì tiếp tục tu tập để có thể đạt được đạo quả giải thoát. Đó là cái thánh sản mà Đức Phật đã mong mỏi ở tất cả mọi người đều phải hành theo và đạt cho được. Đến cái tư lợi là như vậy. Dạ thôi, con xin trả máy lại cho Ngài. À, xà thủ Xích Nhung Phạm, Xích Nhung Phạm nghe Xích Mít Ta trình bày tặng bác hình hoa rồi còn xa thú nữa. Đó, vấn đề giới thiệu về cái đề tài Xích Mít Ta làm rất tốt, nhưng mà bây giờ để đi vào cái vấn đề nội dung nó xúc tích hơn. Quý vị coi như trước khi lên chia sẻ thì đọc lại cái bài này ha. Đọc lại cái bài này bằng tiếng Pali hoặc là giọng kể hoặc là bằng tiếng Việt để rồi chúng ta có cái chủ đề ha. Có được một cái chủ đề mà người ta họ nghe mình nói về cái câu Phật ngôn nào, rồi trong cái giọng đọc của mình ám chỉ những cái từ mà chúng ta trình bày, căn ngữ của Pali mình đã nói lên ha. Rồi cái mình đi vào nội dung diễn tả thì chắc chắn rằng nó hay hơn, phải không? Rồi xà thủ Simita, tức là cái vấn đề Simita muốn ám chỉ rằng câu Phật ngôn này mình phải tự thương mình trước, chứ không phải giống như những người kia khóc lóc than van rồi quên đi cái bổn phận tu tập. Mà chính Đức Phật Ngài nói rằng bông hoa mà chư thiên cúng dường ngập lên tới đầu thì cái sự cúng dường nó không cao thượng, nó không quan trọng. Mà sự cúng dường cao thượng là sự hành pháp. Điển hình là vị tỳ kheo Ất Đa Tha này đã thể hiện và Đức Phật khen, cho nên mới có câu Phật ngôn 166. Có phải như vậy không? Vậy thì ở đây Ta Đa Tha tự lợi hay là tự ngã? Cái chữ Ta Đa Tha là tự lợi, còn chữ Ta không là tự ngã. Vậy thì cái vị tỳ kheo này, quý vị thấy rằng tự ngã hay là bị ngã, những cái vị tỳ kheo khác á theo khóc lóc than vàng đó là bị ngã, còn cái vị này tự ngã tức là thấy được cái lợi cho chính cái bản thân của mình cho nên còn đứng vững. Còn những vị người khác bị ngã và bị tham sân si sầu bi khổ ưu não làm cho cái tâm của mình nó mềm yếu, không có tự chiến thắng lấy mình, thì những cái vị kia là bị ngã. Còn anh này, vị này tự thấy được cái bản ngã của mình có lợi ích. Atta Đa Tha, bởi vì chữ Atta là lợi ích, mà Atta là tự bản thân của mình, cho nên được dịch là tự lợi hay tự lợi gì cũng được ha. Rồi bây giờ tiếp tục ra, đó là Simita mới giới thiệu chương trình ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào nội dung. Tại sao hết nghe rồi? Alo, bà con còn nghe không? Chị mới nói dở quá, không thèm nghe. Thôi bây giờ mời Sĩ Kim
mà chỉ kèm qua sự trình bày của Chiếc Mê Ta. Chiếc Mê Ta hãy chú ý ha, hôm nay Chiếc Mê Ta làm chủ tình hình nha. Chiếc kèm mà nói gì mà đàng hoàng mà nói sai lên chỉnh luôn ha. Rồi Chiếc kèm sợ chưa, dám lên hay không? Chiếc Mê Ta giới thiệu chương trình rồi đó, giới thiệu đề tài rồi đó, bây giờ mời Chiếc kèm có ý kiến. Sao Chiếc Mê Ta còn nói nữa hả? Ồ, nói chưa hết ý. Mời Chiếc Mê Ta tiếp tục. Alo, 123, 123, thấy Chiếc Mê Ta chưa? Đưa tay mà. Chúng ta mới nhường mic. Alo, Chiếc Mê Ta. Đưa tay thuộc lét hả? Sao mà đưa tay rồi mời Chiếc Mê Ta, rồi các Chiếc Mê Ta im ru à? Nhiều vậy là thấy Chiếc Mê Ta nghĩ sao? Đưa tay rồi bây giờ mời không chịu lên, làm cho Chiếc Kim nó sợ quá. Thấy Chiếc Mê Ta đưa tay, tự nhiên thấy Chiếc Kim khá lên sợ quá. Ủa, hết nghe hả? 123, 123, Chiếc Kim còn nghe nè. Ủa sao? Thôi, mời Chiếc Kim đi, tưởng sợ không dám đưa tay, rồi dám đưa tay. Rồi, Chiếc Mê Ta chú ý ha. Con xin kính chào Sư Chí Đức, Sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn cô Như Quang. Ủa của mình con Như Quang, The Man, hai người nghe rõ. Cái wifi của cô mít tạ, đi chi lắc leo chứ không cần mong chi sống. Cô mít tạ nghe rõ không? Cô có hai máy vô luôn. Mít tạ 2020, mít tạ 2022. Biết hết trơn luôn rồi. Trời ơi trời. Rồi có sư thăm nghe rõ nữa, nhung phạm cho bông hoa nữa, trời ơi nghe rõ hay không rõ, cho số 1, số 2, số hụt lộn, cho bông hoa, có nghe rõ không nhung phạm? Con nghe từ hù, con sợ quá, con sợ, trời con sợ, con hít chân hít trội vậy đó. Nhung phạm nghe rõ vậy, ai cũng nghe rõ, cô Mít Tài chắc theo con nghĩ đó sư, cái wifi nhà cổ hay là cái máy nó bị trục trặc đó. Không biết cổ có đi ra đi vô lại đi chắc có được không ạ? Con đợi cổ coi, con chờ cổ coi cổ vô được chưa? Cô Mít Tà có nghe rõ không? Cái đề tài sư vậy là con phải nói về đề tài cái câu 166 hay con lấy câu khác cũng được. Cái câu 166 thì lúc trước con có nói rồi, bây giờ sư muốn con tiếp tục cái câu 166 này hay là con lấy cái câu nào mà con thích sư? Thì cũng câu 166 vậy hả? Vậy không nói câu khác được hả sư? Thì cho con biết đây, con muốn lấy một câu 160, nhưng mà nếu mà muốn nói một câu 166 thì con cũng nói qua một chút rồi con trở qua 166 để cho hai câu khác nhau sư. Trời ơi, mấy lần trước con cũng nói 166 rồi, bây giờ con Bích Trà nói 166 nữa, giờ nói 166 nữa, cái 666 hoài chẳng chết thật sự. Đó, cô Mít Tà nghe rõ rồi. Sư tiếp tục có nghĩa là gì sư? Tức là cũng phải nói cái câu 166 hả? Chủ đề 166. Sư đọc tài chết luôn á. Sư nói ai cũng thích câu nào thích. Tưởng sao lên cái người nào thích câu đó là thảo luận câu đó luôn. Không vui chút nào hết. Không phe chút nào hết. Phải nay con biết con nên giơ tay giơ chân trước. Con nói câu của con cho khác đi. Ok, whatever, con là người dễ dạy mà. Sư muốn làm như vậy thì con cũng làm y chang như vậy luôn. Trước hết, con cảm ơn quý vị đã cho con biết là tín hiệu nghe đó. Và chủ đề ngày hôm nay là câu 166 nha quý vị. Quý vị có thích câu nào cũng đục bỏ chân đi, phải quay về câu 166 thôi. Dạ trước hết con phải đọc lại câu này, nhưng mà
sư đâu có bắt con kể đâu, con đọc lại thôi. Ok, trước hết con đọc câu này. Đó, ông Nhung Phạm còn cười nữa nè. Nói 10 câu, ai coi câu nào chết dứt thì nói câu đó. Bây giờ cái câu Vích Tra lên 166, cái bắt ai cũng đi theo 166 hết nè. Sao 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 xạo luôn đó. Nói câu khác đi, mấy lần trước cũng nói câu này rồi, bây giờ nói câu này nữa. Ăn hoài một món nó ngán dữ lắm mấy sư. Đức Phật có nhiều câu hay lắm mà, đâu phải chú một câu đâu. Quá đẹp à, nói nhiều quá bà Tám. Lên đây, sư nói vậy phải làm theo. Dạ bây giờ để con đọc lại câu này cái đã. Trước hết con thảo luận chia sẻ cái câu 166 mà sư thích cho cái nguyên cái phẩm tự ngã. Ác khá mắc giá thì sư đã nói rồi, trước hết ấy phải đọc lại câu đó. Giờ nói tích tự, đại khái rồi vô thẳng vấn đề. Attadakthang pharakthe nabahuna phinaha paye attadakthamabinya yasadakthapasuto siya. Chích qua hành à. Cái câu này sư có một người ở chữ thăng, để con đọc lại, để con dồn vô cái máy, con dồn vô, tại con đọc theo của con á. Từ cái chữ ắt, cái câu số 3 sư chia nó làm cái chữ, những câu sư làm hai cái thì con phải đọc lại. Đọc lại. Lấy cái kinh bích để vô cho nó bự, đọc cho nó dễ. Atta đắc thần pha rắc thề na bao hu nà thi na hà phai về Atta đắc thần áp thi thình nhà gia sát đắc tha pha su tổ thi già. Dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng chí tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Dạ con đọc hai thứ rồi nha. Kiểu của sư trên máy là kiểu của con trong ấy, giống nhau thôi, nghĩa giống nhau thôi. Trước hết con xin cảm ơn sư đã dạy chúng con những câu kinh pháp cú này. Và cô Mít Trà, cảm ơn cô Mít Trà đã chia sẻ một phần của câu kinh 166 này. Thì cái cốt truyện tích sự của một câu kinh 166 này, tức là tích chứng lão tư lợi hay là Atta Đắc Tha Thề Ra Quắc Thú. Tức là cái vị chứng lão này, câu chuyện này, khi mà Đức Phật ở chùa Vita Quán Á, Ngài tuyên bố rằng 3 tháng nữa thì Ngài sẽ nhập Đại Niết Bàn. Không đi luôn rồi, không có trở lại nữa. Tức là Ngài biến mất trên tam giới rồi, không còn trở lại nữa. Thì hầu hết mọi người đều kinh hoảng, khoảng 300 vị thì 700 vị tỳ khu á, thì xôn xao náo nhiệt đủ thứ hết, không biết làm này làm kia. Thì trong đó thì có một vị trưởng lão, đó là trưởng lão Ác Thất Đắc Thất Thề Ra. Thì ngài tên của ngài cũng ngộ, cũng là cái tên của tư lợi nữa. Thì ngài không có để cái đó, mà ngài nghĩ rằng trời ơi, 3 tháng nữa Đức Thế Tôn không còn ở trên thế gian này nữa, mà ta thì chưa có đạt được cái gì hết. Bây giờ ta phải đi làm công việc tinh tấn nhiều hơn, cố gắng tu tập nhiều hơn, trước là để đền ơn của Đức Thế Tôn đã giúp đỡ, đã giảng dạy, bỏ công sức ra. Thứ hai là mình phải đạt tới cái đạo quả vô thánh đạo để mà thoát khỏi cái vòng luân hồi này. Thì vị trưởng lão này đã bỏ hết, như là quay quần tụ họp để thăm viếng cúng dường, nói chuyện rồi gần Đức Thế Tôn càng nhiều càng tốt, giống như vậy. Thì giống như một chuột chia tay nào trên thế gian này, thì người ta thấy cái người này đi rồi không còn trở lại, hay đi hay từ tức là người ta đi dọn nhà chỗ này chỗ kia, không có còn ở dần nữa, thì người ta lại thăm viếng nói chuyện cho đã hơi, để cho mai mốt khỏi không còn chuyện được dễ nữa. Thì đó là chuyện thường tình của thiên hạ. Nhưng đối một vị này, chị này nghĩ xa hơn những chuyện đó. Chị này nói trời ơi, cái mục đích của ta ly gia ly dục, bỏ hết những gì cố gắng tu tập, thì mục đích của ta là để giải thoát. Mà bây giờ Đức Thế, mình học ở đây với Đức Thế Tôn nhiều giống vậy, mà bây giờ Đức Thế Tôn đã còn 3 tháng nữa không còn sẽ nhập Niết Bàn, thì không còn thấy Ngài nữa, thì mà ta chưa được cái gì hết, ta phải cố gắng tinh tấn. Thì với sự quyết định này, vị trưởng thảo này đã quyết định rất là chính xác. Tại vì nghĩ rằng nếu mà nếu ta không cố gắng tinh tấn nữa, thì ta sẽ không còn có dịp để mà
gặp Thế Tôn nữa, để đền ơn Ngài nữa. Thì nếu mà trường hợp đó, ông này ông cũng nghĩ, vị chứng đạo thì nghĩ nếu mình tinh tấn trong đó có nhiều điều trục trặc thì mình phải chạy về mình hỏi Đức Thế Tôn để cho Đức Thế Tôn giúp đỡ mình để cho mình có làm được việc gì, chứ bây giờ mình cũng tu tập bình thường giống vậy thì không được rồi. Thì đó, thì vị này mới quyết định không có trùm nhum với những người tùy theo bình thường đó, nhốn nháo nói qua nói lợi nói tới rồi tính gì đó. Thì ngài bỏ hết những chuyện thị phi đó, ngài vô trong rừng, ngài tĩnh tâm tu trong đó. Thì có một giờ, có một số chị tỷ phu biết được rằng tức là con hai từng gọi là mỏ nhọn đó, thì từ ra con giờ con không dám nói dùng mỏ nhọn nữa. Đó là ý con nói là những người nhà này thấy chuyện ấy hay chính chuyện đi vô mép với Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới kêu vị trưởng lão lại hỏi có đúng vậy không. Thì trưởng lão này dạ đúng như vậy. Thì tại vì con vị trưởng lão này nói ý định của ngài là muốn cố gắng tinh tấn tu tập để giải thoát chứ không có để phí thời gian nữa. Thì Đức Phật mới tán thán và nói đúng như vậy, đã học và phải hành, phải phải làm giống như vậy mới đúng vậy. Thì ngài thuyết ra câu kinh pháp cú này. Thì nhờ những câu kinh pháp cú này thì vị A-la-hán này không phải nhờ nhưng mà nghe giống vậy, con quên rồi, không biết Đức Thế Tôn nói câu này rồi anh này giúp con coi lại cái đó, con xin lỗi. Kinh 66. Ok. Dạ đúng rồi. Thì Đức Phật sau khi Đức Phật kêu vị trưởng lão này thì vô, Đức Phật mới nói cái câu kệ này. Thì chính nhờ câu kệ này mà vị trưởng lão Ác Tá Đắc Thá này đắc quả A La Hán. Dạ đúng như vậy. Đó thì là một cái tùy duyên, cũng là đúng thời đúng lúc mà cái vị trưởng lão này. Thì đối với con á, thì cái câu kinh này lần trước con có nói là cái chữ chính mà Đức Phật muốn nói tới đây là chữ Hát Thái Dê, tức là chớ có quên, chớ bỏ nhỡ. Ná Hát Thái Dê tức là đừng có quên cái tư lợi của mình, đúng như vậy. Vậy cùng mục đích của mình á, là mình làm cái gì mình có phải cái mục đích, cái goal của mình đó là mình phải làm cái gì. Thì tất cả mọi người ở trong đây luôn có vị tỳ khu đều cái mục đích của mình bỏ ra hết để cố gắng học pháp, hành pháp của Đức Phật dạy là để tiến tới giải thoát, tức là giải thoát cái vô đường thánh đạo. Thì theo như vị trưởng lão này nhập vô đắc A La Hán luôn, còn những người khác thì họ đi từ từ, từ sơ giữ lưu sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo chẳng hạn vậy. Thì cái vị này đã đầy đủ ba la mật rồi, đầy đủ nhân, đầy đủ cơ duyên nhân duyên, được học giáo pháp và được nghe Đức Phật thuyết. Và ở trong cái thời của Đức Phật nên ngài đã đắc quả vô sanh ngay trong sau khi mà Đức Phật giảng câu kinh này. À, nói to một chút hả? Dạ, để con nói to một chút. Thì dạ, bây giờ sư cứ nghe con rõ chưa? Để con nói lớn một chút nữa. Thì đó là cái mục đích của mình. Mình đừng có quên cái mục đích mình. Mình đừng có quên cái mục đích mục ghẻ của mình. Thì tu tập là giống mục đích cho mình mục ghẻ. Con có đi, con xin lỗi sám hối. Là mình có quên cái điều mà mình muốn tu tập để làm được để giải thoát. Thì trong vấn đề này thì những người khác á, thì người ta đi lại cung, người ta cho cúng dường Đức Phật, nói này nói kia làm gì làm kia, thì cái điều đó không có cần thiết nữa. Cái vấn đề cần thiết là mình phải nhớ đến cái mục đích của mình, tu là để giải thoát. Bây giờ Đức Phật không còn nữa, ráng cố gắng tu tinh tấn nhiều hơn nữa. Giữa hai phần cúng dường cho Đức Phật bây giờ nó cũng có cái phước, nhưng mà cái phước lớn hơn nhất, cái phước tối thượng nhất là cái phước được vào dòng thánh đạo, giải thoát, không còn trở lại thế gian này nữa. Đó là cái điều đó, nó quan trọng, nó tối thắng, nó tối thượng hơn nhất. Thành ra vị tỳ khu này đã không quên cái mục đích của mình. Ngài không có là ngài na ha phải về, không quên được cái phần tư lợi của mình.
Ngài phải cố gắng tinh tấn để mà đắc đạo quả. Cho dù cái gì cũng phải vô đường thánh đạo. Nếu mà vô sơ đạo cái đường quả dương lưu thì cũng chỉ còn nhiều lắm là 7 kiếp để trở lại luân hồi thôi, chứ không còn nhiều. Thành ra vị sư này, vị chứng đạo thì cố gắng làm. Thì chính sự mà quyết định và nhận thức và quyết định nhận thức ra để làm cái điều gì mình cần làm ngay chỗ lúc này, và vị này đã làm và đã cái sự tinh tấn trong vòng chưa khi mà Đức Phật còn 3 tháng thì nhập Niết Bàn mà Ngài đã đắc vô quả vô sanh trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó là một việc làm rất là tuyệt đối, rất là tuyệt vời, xứng đáng và đền ơn Đức Phật một cách tuyệt đối. Con rất là thích câu này, nhưng mà thật ra con thích cái câu 160 hơn, tức là thích mẹ chưởng lão Kassapa. Thì con nói qua sơ cái câu mà con thích một chút đi. Thì cái bà mẹ của vị chưởng lão Kassapa này cũng hay. Tại vì cái tình thương của người mẹ đó rất là bao la. Chính vì cái tình thương này mà bà có đầy đủ ba la mật để có thể đắc A-la-hán, mà vì nhớ thương con mà bà không có, cái tâm của bà nó không có bình thản, cái ngũ lực ngũ quyền của bà nó không cân bằng. Nó vì cái sự nhung nhớ, cái tâm sân nhớ tham tớ muốn gặp đứa con của mình đó, thì đã làm cho bà 19 năm từ lúc bà sanh đứa con bà ra đến mà cái vị, đến mà cái lúc mà cái vị tỳ kheo đó bà gặp cái đứa con của bà là một, bây giờ là một vị A La Hán, là 19 năm rồi. 19 năm đã bỏ phí thời gian vì chính vì cái sự, cái lòng mẹ thương con, tức là cái tự ngã của bà. Đây là con của ta, ta là mẹ của nó, nên ra không có dám, không có giết được cái thân kiến của bà, cái tự ngã của mình là con của mình. Thành ra báo phí đi 19 năm. Khi mà cái vị con của bà là một vị A-la-hán rồi, thì nhìn thấu rõ đó, Ngài phán cho một câu, như là gọi là thuốc đắng giả tật. Ngài lạnh lùng nói một câu, bà đi tu đi làm gì mà bà còn giữ cái tự ngã là con tôi, mẹ là mẹ của con để làm chi, làm sao giải thoát được. Chính vì làm cho bà thức tỉnh cái lòng tức giận của bà, cái tâm xấu, cái tâm sân của bà, nhưng từ cái tâm sân nó làm cho cái hậu sinh viên của bà là một cái tâm thiện, là quyết định không có nhớ đến con mà tập trung cho tu hành. Cũng như thế, cái bà không quên, tức là bà cũng hai thế giới, bà không quên được cái quyền lợi của bà. Bà đi tu để làm gì? Bà đi tu để giải thoát, mà bây giờ bà không giải thoát, bà còn biến biến con bà liền. Bà cố gắng mới tu hành. Thành ra bà cũng đắc quả A-la-hán. Thì cái câu phẩm đó cũng rất thích. Tại vì để thức tỉnh cho những người đàn bà hay những người đàn ông, là mẹ, là cha của một vị của con, đừng có nhớ đến cái đó. Đây là con của tôi, đây là tôi là cha của nó. Tại vì cái đó là thân kiến, cái tự ngã, cái của mình á, thì nó không có tốt, nó còn dính mắc vô đó thì không có xa rời được thế gian được. Phải ly khứ nó đi, phải ly khứ với nó, đừng có dính dứt với nó thì mới giải thoát được. Thì Đức Phật đã nói, chúng ta là một hòn đảo riêng của chúng ta đừng có nên nhờ cậy gì hết, phải nhờ vào chính cái tự mình làm, tự mình dấn lên thì mới đúng hơn. Không gì không, để mình không có quên được cái mục đích của mình là cái gì. Tu tập để giải thoát, tu để sửa, tu để giải thoát, chứ không phải tu để mà để làm thêm, ghép thêm nhiều cái khác nữa, để mà tích trữ tài sản hay là tích trữ quyền thế hay cái gì đó, nó có điều đó sai lầm. Tu là phải giải thoát hết, vô ngã xả hết, mà còn dính đây là mẹ, đây là cha, ta là cha, ta là mẹ của nó, đây là con ta, đây là cháu ta, thì chết chắc rồi. Thì cái phẩm tự ngã là Đức Phật đưa ra những cái câu mà nói về tự ngã đi, để giảng dạy, để giáo pháp, để giáo huấn cho những vị đệ tử của Ngài để vô đường thánh đạo. Thì cũng là những bài học để đời cho hàng ngàn năm sau, tức là cho đến khi mà giáo pháp của Ngài không còn ai tiếp tục nữa, thì giáo pháp nguyên hoại đó, thì trong thời gian 5.000 năm đó giáo pháp Ngài còn, thì những câu kinh kệ của Ngài để dạy về hãy bỏ đi tự ngã mình, cái tự ngã tức là cái thân kiến, để mà giải thoát. Thì mục đích của mình tu là sửa, tu là giải thoát. Tại sao mình cứ nắm vào cái tự ngã mình vậy? Ai không nói một tiếng gì tới mình, nó chơi mình xấu, chơi mình đẹp, chơi mình nghèo, chơi mình bằng tiện, chơi mình du côn lấu cá vậy đó, mình nổi giận lên để làm cái gì? Cho nên là mình không có xu sửa được, mình không có tiến theo được, mình hãy bỏ nó hết đi. Đó là cái phẩm tự ngã này, là Đức Phật muốn nói như vậy. Vậy con nói cũng nhiều rồi đấy sư. Con xin
trả máy nhiều máy này, con không biết mời ai hết. À, tùy theo đi, con không biết ai lên hết, con không dám kêu ai lên hết, tự kêu đi. Nhưng mà nói chúng lại, trong khi con chia sẻ cái tấm tắc trong cái phần này, thì con có nói điều gì sai sót hay gì làm đổi, con xin các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử chỉ dạy cho con để con sửa. Và con xin cảm ơn, và con xin nguyện nhất lại. Con chúc tất cả quý vị trong đạo tràng được một ngày an vui và may mắn. Con xin nhận mất lại, con không biết mời ai hết. Alo, 123, 123. Câu Phật ngôn. Câu Phật ngôn 166. Sikmata giới thiệu ha. Rồi Sikim lên chia sẻ. Rồi cũng quẹo qua quẹo lại. Rồi cũng nói gì mà con coi như đâu có phê bình gì đâu. Tự mình khen mình nói bà tám là sao? Sikim. Trong khi nói mình có bị ngã hay là tự mình ngã, cái phẩm này là phẩm tự ngã, thì thấy rằng mình mà bị ngã là do vấn đề tham sân si chi phối, buồn rầu sầu khổ. Còn tự ngã tức là chính bản thân của mình, attha là có lợi ích hay không lợi ích. Mà cái danh từ mà có như Pandita có nghĩa là biết được lợi ích hiện tại, biết được lợi ích tương lai, và biết được lợi ích cao quý nhất. Thì Đức Phật gọi là Pandita. Cái từ Attha đó là lợi ích là như vậy đó. Ở đây đâu có gì bà tám, ông tám trong này ha? Rồi bây giờ mời Sikmata nhận định coi. Sikim hồi nãy giờ trình bày, nhưng mà cái máy này á, xin lỗi quý vị, chúng tôi không có loa ngoài, cho nên nghe Sikmata thì thầm như là nó xấu tuần sau đó. Sikmata nhận định sao? Mời Sikmata. Alo, Sikmata nhận định Sikim đã trình bày như vậy tốt hay là xấu, đúng hay là sai, mà tự nhận mình là bà tám, chán thiệt. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn cô Hạnh Kiểm. Dạ, cảm ơn cô Nhung Phạm. Dạ, như vậy thì ba người đã nghe được âm thanh của con rõ, mà Ngài thì Ngài nói là Ngài nghe không được rõ. Thì con cũng không biết làm sao nữa. Dạ, bây giờ Ngài nghe có rõ không thưa Ngài? Dạ, không biết bây giờ âm thanh của con Ngài nghe có được rõ không ạ? Dạ. Bây giờ để con tắt bớt một máy. Dạ, bây giờ có nghe bị dội lại nữa không ạ? Dạ, vậy là hết nghe bị dội nữa rồi. Dạ, dạ, con cảm ơn tất cả đã cho biết âm thanh đã tốt rồi. Bây giờ cô Kim đã chia sẻ như vậy thì con thấy là quá tốt rồi Ngài, quá hay rồi. Thì cô cũng nói rất là nhiều về cái câu 166. Và cô cũng đã nhắc lại Ngài trưởng lão Tư Lợi này. Ngài đã thực hành theo cái giáo pháp của Đức Phật và theo cái tiêu chí của Đức Phật đã đưa ra là chỉ lo hành đạo là tốt, là đúng, là tôn kính Đức Phật, chứ không phải cúng dường hương hoa đến Đức Phật.
là tôn kính Đức Phật, mà phải 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 hành đạo để đạt được cái tư lợi, cái mục đích cuối cùng, mục đích tối thượng của người con Phật. Thì như vậy thì cô Kim đã chia sẻ cũng quá hay, quá tốt rồi. Rồi nhưng mà cô còn nhắc lại cái tích sự về bà mẹ của ngài Kumarakassapa và ngài Ca Tổng Tử, thì cũng là nằm ở trong cái phẩm tự ngã này. Thì cô nhắc lại cái điều đó thì cũng quá tốt rồi ngài. Theo con thì con nghĩ là cũng quá tốt, là quá hay rồi, chứ không có điều gì. Cô nhắc thêm về cái câu 160 về bà mẹ của ngài Kumarakassapa. Dạ, để nó cũng nằm ở trong cái phẩm này. Dạ, cô nói là đây là cái bài học để cho tất cả chúng sanh, tất cả những người con Phật phải nên nhớ là như vậy. Thì con thấy cũng quá hay rồi. Dạ thôi, con, ý kiến của con là như vậy. Quý, xin mời quý vị khác lên chia sẻ. Dạ, Meta kính mời quý vị bữa nay ở trong đạo tràng mình cũng đông người đó. Rồi có quý sư, quý cô tu nữ. Rồi bây giờ còn cô Hạnh Kiểm nè. Rồi cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tị Duyên. Rồi huynh Hành Pháp, huynh Đạo Huynh. Rồi cô Nguyễn Mộng, rồi Cá Rú Ná, rồi cô Như Quang, rồi sư Phước Thạnh, rồi cô Đờ Men, rồi dạ có cả cô Thi An Lạc. Thì con kính mời quý vị khác lên chia sẻ tiếp ạ. Dạ thôi giờ con mời quý cô tu nữ đi. Con mời cô tu nữ Tị Duyên, rồi cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính mời ạ. Dạ, con kính trao mic lại cho quý cô. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sàng Ca Giá. Dạ, con kính mời quý cô, rồi quý đạo hữu trong room tiếp tục chia sẻ về cái câu 166 này. Đây là lời vàng của Đức Phật đó quý vị ơi. Dạ, con xin trao mic lại cho quý cô, quý vị ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mến chào cô tu nữ Phúc Hạnh vừa đến với Pháp Hội. Rồi, cô tu nữ Tự Duyên bỏ chạy mất rồi. Cái phẩm tự ngã, một cái phẩm rất là thiết thực trong cuộc sống của chúng ta. Tự ngã ở đây, nếu mà chúng ta không có biết được những cái vấn đề lợi ích của chính cá nhân mình thì chúng ta sẽ vấp ngã, bị ngã. Vấp ngã, bị ngã bởi ai? Bởi cái cô 19 tuổi, cô Vích.
Nếu mà chúng ta dễ vui phóng túng, chúng ta sẽ bị ngã bởi cái nạn dịch này. Và biết bao nhiêu người đã bị ngã rồi, chứ không phải là tự ngã. Tự ngã tức là những người đứng vững trên đôi chân của mình, thấy được cái lợi ích của bản thân, mình tạo được những cái thiện pháp để cuộc sống của mình được an vui tiến hóa. Cô tu nữ tự nhiên đến bên đạo tràng, đưa quyết tâm lên cho bà con thấy rằng mình đẹp trai nè. Cái đó cũng là tự làm ngã chính mình đó nghe. Rồi cô tu nữ tự nhiên, alo, cô tu nữ tự nhiên nghĩ sao hôm nay cho bà con thấy mặt. Rồi mời bàn tay cô tu nữ tự nhiên về phẩm tự ngã này. Câu Phật ngôn 166 hôm nay Thích Quay Tà sẽ kiểm tra quý vị coi rằng chúng ta hiểu biết về những cái chúng ta đã học. Rồi Sik Kim trình bày xong, nhưng mà nói chuyện nhiều quá, tự nhận mình là bà Tám. Tự ngã của Sik Kim là như vậy. Tiền kiên tật ha. Rồi bây giờ cô tu nữ tự nhiên hôm nay sao đến với đạo tràng? Ủa sao không nghe ta? Không dám. Rồi xin lỗi. Hôm nay cô tu nữ tự nhiên đến với đạo tràng cho bà con thấy mặt thấy mũi như vậy, có phải là tự đưa cái bản thân của mình lên hay không, cho bà con thấy mình đẹp trai hay là đẹp gái, phải như vậy không? Cô tu nữ tự nhiên, bởi vì cái phẩm tự ngã này nhìn về chính bản thân của mình qua câu Phật ngôn 166, cô tu nữ tự nhiên nghĩ sao? Alo, hồi nãy thì chạy vô lấy chớn cái chạy ra, bây giờ lấy chớn từ ở ngoài chạy vô để bà con thấy mặt thấy mũi mình ha. Rồi cô tu nữ tự nhiên nghĩ sao về câu Phật ngôn 166? Ngồi im ru ha, sao ngồi im được? Người ta thấy mặt rồi mà sao ngồi im được? Alo, cô tu nữ tự nhiên nghe rõ không? Không lẽ là cái máy mình máy hiệu Quy Đăng hay sao không? Chiếc kim cười chọc quê nè. Chiếc máy ta nó không dám à, như vậy là còn nghe nữa. Đây, mời cô tu nữ tự nhiên có ý kiến về câu Phật ngôn 166. Người ta nói có mặt đặt tên phải không? Mà bây giờ có mặt rồi còn đưa hình ảnh lên cho người ta thấy rõ nữa, mà bây giờ còn trốn sao được? Alo, mời cô tu nữ tự nhiên. Mến chào Vinh Giang Nhật Hà vừa đến với Pháp Hội. Hôm nay ôn lại câu Phật ngôn 166 trong phẩm tự ngã. Rồi, cô tu nữ tự nhiên sao? Công nhận hôm nay núp lùm ha. Không lên là không lên ha. Rồi, bây giờ người mới tới, tức là Huynh Giang Nhật Hà. Câu Phật ngôn 166 nè. Cái dòng kệ của Huynh Giang Nhật Hà là cũng tuyệt vời nè. Rồi, hôm nay Sik Meta nói rằng ôn lại trong 10 bài kệ của phẩm tự ngã, thì cái bài kệ 166 này là một cái bài kệ mà Sik Meta tâm đắc. Vậy thì Huynh Giang Nhật Hà có ý kiến gì về câu Phật ngôn 166? Alo, có rảnh tay không? Mình chào Huynh Quang. Alo, Huynh Giang Nhật Hà. Chúng ta đi vào nội dung của câu Phật ngôn 166. Rồi, sao? Mic ế rồi hả? Trời ơi, nhà khi dễ nha. Ai lên mua mic giùm đi. Để Sĩ Kim nói rằng mic ế. Đó, đúng rồi, Sĩ Khanh kiếm như vậy mới là phải. Bởi vì sao? Người ta sợ bệnh hoạn ốm đau chết chóc mà.
Sư Cảnh kể mà dám ngồi giữa trời mưa mà coi như đọc cái bài kinh thông mà chắc là tuyệt vời quá. Như vậy là tự thương lấy chính mình đó. Rồi mời Sư Cảnh kể. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Tham Mô Sang Khai Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Dạ con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ đại sư, nhà sư kêu hoài rồi con đưa tay chứ còn thưa với sư với còn thưa với quý đạo hữu trong đạo tràng, con không có biết nói pháp, con cũng không có biết lời lẽ để nói. Mà cô Kim nói rất là hay, cô nhắc lại cái câu kinh Pháp Cú số 160 là con nhớ rồi. Hôm qua con có nói với cô đó nhưng mà con quên, thì cái câu đó đó cô, con muốn cô chia sẻ thêm về cái câu đó. Hôm đó con nghe ý kiến của cô rất là hay, nhưng mà giờ con không có đi nghe xuyên suốt. Dạ con muốn nói về cái ý của con thôi chứ con không có biết chia sẻ pháp nghe thưa sư. Sư quan hỷ cho con. Dạ cái câu bữa nay cô mới ta đưa lên là câu 166. Thì cái câu này là câu nói về cái sự nỗ lực tinh tấn để làm lợi cho mình nhờ cái thắng chí đó. Thì từ cái chỗ câu này con nói lên cái việc cái sự việc của con đi, làm nó khai từ cái câu 160, làm như cô Kim lần đó nói là cái pháp bất thiện hỗ trợ cho cái pháp thiện. Thì bởi vì từ cái bất thiện đó mình thấy được cái bất thiện của mình, mình rèn luyện, mình nỗ lực để mình tạo nên cái pháp thiện. Cái tâm bất thiện đó nó hỗ trợ cho tâm thiện nó phát sanh. Khi mình thấy còn cái sự ô nhiễm cái tâm bất thiện của mình, thì mình cố gắng mình chuyên tâm, mình tinh tấn, mình thực hành, mình rèn luyện để mình đạt được cái tâm thiện. Cũng như con á, con vẫn thấy biết khi mà con xúc với sự việc mình không có xúc chạm thì mình không có biết mình còn dơ tới nhiều, mình dơ ít hay dơ nhiều. Giống như con tham sân si, ba con gắn mà phải đạp cái đuôi nó, chúng cái đuôi nó mới biết là nó là gắn có độc hay là gắn không có độc. Thì khi mà con trúng vào cái đối tượng đó đó thì con biết đó, thưa sư, là cái mình làm việc thiện hoài á, mình làm việc thiện hoài, mình đi chùa, mình tiếp cận với những cái nhân vật hoặc là những cái đối tượng mà thuận duyên với mình á, thì mình tưởng đâu mình ngon lành lắm, mình tưởng đâu là mình có cái tâm từ tâm hỷ, mình tưởng đâu là mình đã thành tựu cái gì đó lớn lao rồi, hay là mình đạt được cái gì đó rồi. Nhưng mà đến khi mà mình xúc chạm đến một cái đối tượng đó mà người đó chướng duyên với mình, nghịch duyên với mình mới thấy là hình như còn ngủ nằm ở trong sâu thẳm, ở trong lòng của mình vẫn còn cái tâm đố kỵ, vẫn còn có cái sự ganh tị, vẫn còn cái sự mà hơn thua. Thì mình thấy cái tâm mà hơn thua đó nó rất là xấu hổ, nó xấu dữ lắm luôn, mà cảm thấy mình tự xấu hổ, mình tự mắc cỡ với cái bản thân của mình. Mình thấy mình vẫn phải nỗ lực, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thì đến lúc đó con nghĩ những cái tâm thiện, những cái tâm tịnh hảo đó, thì con nói là mình phải tinh tấn nhiều hơn,
rồi mình phải làm những cái việc gì đó để cho nó phát sanh cái tâm tịnh hảo thường xuyên, nó phát sanh hoài hoài lên như vậy thì mình mới tu được. Thì đó, thì cái con cái đó là cái việc làm của con, cái sự suy nghĩ này và cái sự cố gắng của con làm là con thấy là con học theo cái câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật đã thuyết trong câu 166 như vậy. Biết là chưa đạt được gì nhưng cũng phải cố gắng nhiều hơn, tránh cho những cái tâm bất thiện đó nó sanh khởi. Dạ, thì con có bao nhiêu để con chia sẻ. Dạ, con xin cô Kim chia sẻ về cái câu đó thêm đi cô. Tại vì lúc đó cái giờ cũng cuối giờ rồi á cô, lúc mà cô chia sẻ cũng cuối giờ rồi chứ. Với lần đó cô nói chuyện nhỏ xíu nghe cô rõ nữa. Cái câu đó hình như nó cũng hỗ trợ cho cái câu này, giống như cô nãy cô nêu lên đó. Con dẫn nhập thêm cái câu đó đó thưa cô. Dạ, con xin dâng mít lại cho cô chia sẻ tiếp nha cô. Dạ, con rất là cảm ơn cô á. Con xin kính chào sư Trí Đức, con xin kính chào sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Cô Hạnh Kiểm ơi, bữa nay là sư dứt khoát là sư nói sư ôm 10 câu của trong phẩm Atta Bất Giá. Nhưng mà sư đọc tài lắm, sư kêu tô mấy tà lên, cô mấy tà chọn câu 166, sư bắt tất cả mọi người đều phải nói chuyện 166, tu quẹo qua 160 nữa để mà cho nó nhiều hơn một chút. Vậy thôi chứ sư ra lệnh là chỉ nói câu 166 thôi. Bây giờ quý vị có nghe tôi rõ không? Nếu mà sư cho phép thì con sẽ nói 160 hay cái gì đó, con không biết, muốn nói câu gì cũng được hết, con cũng nói được hết. Nhưng mà con phải theo cái lệnh của sư thôi, tại sư là chủ đạo tràng, chứ là sư chủ đạo trong đây, con không dám cãi lời. Sư làm sao thì con theo làm vậy thôi. Con cũng cảm ơn cô Hạnh Kiểm có lời mời yêu cầu con là nói thêm cái câu kinh 160. Thì con không biết, con thì theo sư lệnh thôi, sư hãy nói cho con biết con phải làm gì. Con xin trả máy thôi cho sư ạ. Alo, 123, 123. Đây coi sao đây. Rồi, bây giờ vừa rồi Sĩ Kim có đưa ra vấn đề là trong cái phẩm Tùy Ngã, trong 10 cái câu Phật ngôn này, muốn ngã về câu số mấy cũng được ha. Chứ còn nếu mà ngã theo cái câu 166 này thì cho rằng độc tài ha. Thôi được rồi. Trong 10 cái thế ngã của cái phẩm Tự Ngã thì bây giờ quý vị muốn ngã sao cũng được hết. Thời gian chúng tôi không có trước đạo tràng. Bây giờ thì chúng tôi có công việc phải đi rồi. Thì sinh hoạt tự do, mặc dù đó là phẩm Tự Ngã, nhưng mà chủ đề đưa ra một câu để quý vị xoáy vào thì quý vị không đồng ý. Theo Sức Kim trình bày thì bây giờ thôi, trong 10 câu đó muốn ngã theo thế nào, bị ngã hay vấp ngã hay là té ngã hay sao cũng được hết á.
Miễn sao trong cái này để chúng ta thấy mình là ai là được rồi, phải không? Rồi bây giờ xin phép đạo tràng, chúng tôi có công việc phải đi. Rồi Sik Metta hôm nay làm chủ tình hình ha. Ồ, xà thủ có Đại Đức Phật Trang đến nữa nè. Rồi cô tu nữ Tự Duyên trở lại đạo tràng là đưa hình lên là đẹp quá ha. Rồi bây giờ quý vị quan hỷ sinh hoạt Tự Duyên về phẩm tự ngã ha. Rồi theo ý của Sik Kim, trong 10 câu Phật ngôn này muốn chấp nhận câu nào đó cũng được hết á. Nghĩa là chúng ta ôn lại để chúng ta thấy mình là ai ha. Rồi bây giờ xin phép quý vị chúng tôi xin được rời room ạ. Hello, dạ con xin kính chào sư Chí Đức đã đi rồi, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử, quý vị có nghe âm thanh tôi rõ không à? Hello, okay, quý vị nghe rõ hả? Cô Hạnh Kiểm, tôi cảm ơn cô đã thích thú tôi nghe cái câu 160. Thật ra 160 nếu cô học về Thattana đó, tức là cái bộ thứ 7 duyên sinh duyên hệ đó của trong Abhidhamma đó, thì trong đó đó thì cái duyên bất thiện á, cái pháp bất thiện nó duyên cho cái pháp thiện là rất nhiều, chúng ta trong thế gian đều gặp cái điều đó hết. Chẳng hạn một người họ không biết gì Phật pháp hết, họ thấy đi theo, họ theo rủ họ bạn họ rủ họ đi chùa, họ ham vui thì đi theo thôi. Thì lúc mà đi chùa đó thì họ thấy người này cúng dường, người kia cúng dường, thì lúc đó họ thấy những người mà được cúng dường được quan hô, ô sa thú khoái quá, trời ơi hãnh diện quá, được lên chụp hình, được người ta vỗ tay nữa. Thì cái những người này mà không có học pháp, không có biết á, thì cái sự mà háo thắng muốn được người ta quan hô, muốn được người ta tán tụng thì cô ta cũng cúng dường nhiều để mà được người ta là cô này cúng dường, hay là thì được người ta quan hô là cổ khoái rồi. Thì cái đó là một cái tâm tham, không phải là một tâm thiện. Tâm tham á thì nó là tâm bất thiện rồi, tại mình tham mình muốn được người ta khen mình, cũng như đi đến một cái chỗ mà đấu giá để ủng hộ cho một việc từ thiện nào đó. Thì cái người mà được mua những đồ mà đấu giá mà để lấy cái tiền đó để giúp cho cái hội mà trẻ mồ côi, trẻ gì đó, mất cái tự thiện gì đó, thì cũng được quan hô. Thì có những người người ta chỉ muốn được tiếng tâm, được quan hô, người ta không có biết là cái pháp thiện nó sâu xa nào. Họ chỉ muốn diện cho đẹp, đeo hột xoàn, đeo vòng vàng cho nổi, rồi họ đi lên cúng dường để được người ta quan hô. Thì đó là một pháp bất thiện, thì cái tâm của họ không phải là tâm để mà bố trí, để xả ly, thì đó là một tâm tham. Mặc dù họ làm việc thiện nhưng mà cái đó là tâm tham, không phải là tâm thiện. Nhưng mà khi mà họ đi chùa đó, họ đi nhiều lần để mà được cúng dường, thì những lần mà đi chùa xong rồi đó thì cúng dường hay cái gì đó thì họ được nghe pháp. Khi mà họ nghe pháp á thì họ mới hiểu rằng á, cái pháp thiện như thế nào, cái pháp bất thiện như thế nào, mình phải làm cái gì. Quý vị có nghe tôi rõ không? Tại vì tôi nói gì, tôi dùng Bluetooth đó, nhiều khi đó là phải nói lớn lên dần cái đó nhiều xa đó, nếu không có nghe rõ đó thì quý vị cho biết. Thì chính vì khi mà họ đến một cái tâm tham và muốn được mưu cầu, được người ta quan hô để người ta tán thưởng, đó một cái tâm tham để muốn biểu diễn cái ngã của mình, đó không có tốt. Nhưng mà khi họ dần dần họ đi tới chỗ những nhiều người tốt, nghe những bài pháp, họ thấm nhận, lúc đó cũng là một phần họ có ba la mật trước rồi,
họ. Chính những bài pháp này cũng là những lời thay thế của Đức Phật mà dạy, nói cho họ nghe, làm thức tỉnh cái tâm thiện, cái sự tu tập của nhiều 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 đời, nhiều kiếp trong quá khứ của họ. Thì họ nhớ lại thì họ mới biết tu tỉnh lại. Khi đó thì họ cúng dường cho cái tâm đắc thiện, là họ biết cúng dường này để họ được cái phước, được làm cái gì, cái xả, cái bố thí. Thì lúc đó thì đó là cái tâm bất thiện mới duyên cho tâm thiện. Tức là cái tiền thanh duyên đó là một thiện. Mình làm cái đó thấy cái cảnh đó náo nhiệt vui quá, đi theo làm nào. Xong rồi nó dần dần dẫn đến một cái sự thiện, sự việc làm thiện đúng đắn hơn. Khi họ làm, họ biết phát nguyện rằng đây là một việc thiện mà ta nên làm để bù đắp. Thay vì họ nguyện là cúng dường này tôi sẽ được giàu sang, tôi sẽ được may mắn kiếp tới vậy đó, thì họ lại nguyện là cho sự bố thí, cho sự cúng dường này xin làm nhân để đến đạo quả niết bàn. Tức là họ nói họ muốn cái việc của họ làm đưa đến một cái tích trữ cái ba la mật của họ đó, thì đó là một pháp thiện. Nhân gian nhiều người lắm, nhiều người làm việc này, cái pháp bất thiện mà giảng tới cái pháp nhiều, nhưng mà có nhiều người thì cái sự tu tập của họ không có đủ, thì họ có nhiều khi họ từ cái bất thiện này họ làm tới bất thiện khác. Chẳng hạn như vậy, họ cúng dường khi họ được người nhiều biết là họ có nhiều tiền của, họ có lòng tốt, họ cúng dường tốt, thì họ dùng cái danh tiếng đó mà họ đi lường gạt người ta nữa, thì đó là được. Tức là theo nói theo Đức Phật là tự tối đi vô tới thui luôn đó. Tức là họ làm bất thiện còn hạn bất thiện nhiều hơn nữa. Thì mình là một người Phật tử tu tập, mình phải biết cái việc mình làm như thế nào. Tức là gọi là nói thường thường là chánh niệm tỉnh giác, nhưng thật ra tôi nói mình phải biết cái việc mình làm đó nó có đúng không, có thích hợp không, cái việc của mình làm đáng làm không, mình có nên làm như vậy không. Với cái tâm tư của mình lúc mình làm một việc gì, mình phải biết rằng cái việc đó mình làm nó giúp ích như thế nào, nó có lợi cho chúng ta không, nó lợi cho chính bản thân mình và có lợi cho chúng sanh không. Thì cái đó là mình phải nhận biết ra cái đó, thì cái điều đó là điều tối quan trọng nhất. Chứ mà mình có làm nhiều tiền, mình cũng dường nhiều, nhưng mà cái tâm của mình đen tối giống vậy, giống một ý định của mình để dùng cái danh tiếng đó làm cái đàn đạp để đi lừa gạt người ta những chuyện khác nữa. Ở trong xã hội này cũng rất nhiều người, nhất là xã hội mà hỗn tạp mà đầy tham lam như ở Việt Nam, tôi xin lỗi nha, thì nó sôi động dữ lắm. Thành ra cái người mà kiếm một người tốt rất là khó. Họ chẳng sẵn sàng trà đạp những gì, họ nói dốc nói láo, miễn sao họ có tiền họ sống thoải mái. Đó là tôi thấy những điều giống vậy. Thì cái đó là nếu cô học về Thassana đó thì cô sẽ biết điều đó không có gì đặc biệt hết. Bởi vì khi mà đắc đạo quả đó thì lúc đó không còn cái sắc pháp nữa, mà chỉ còn danh pháp thiện, đương nhiên danh pháp thiện lúc đó người ta tiến, họ ly khứ hết, họ vô hữu, ly khứ hết những việc đó, họ thẳng lên chiếc bàn là lúc họ là thiền quán là như vậy đó cô. Vipassana là như vậy. Chứ mà nói về thì với câu chuyện mà tích sự 160 đó, thì bà mẹ của ngài của vị trưởng lão đó thì bà có nhiều tiền kiếp, bà vị này á đã có nhiều tiền kiếp tu tập rồi, bà cũng có đầy đủ ba la mật rồi, nhưng mà bà sanh vô cho làm một người con gái trong một trong gia đình mà giàu có nữa, mà bà có ý muốn mà đi tu đó. Thì gia đình thì không cho, thì sau khi bà gả cho bà có chồng thì bà cũng làm hết bổn phận đó, rồi bà mới xin phép chồng bà đi tu. Bà cũng hên, mới gặp ông chồng đồng ý liền. Thì ổng đồng ý cũng dễ thôi, tại vì khi mà con gái nhà giàu mà được gả cho người khác thì lúc nào cái của hồi môn cũng nhiều hết. Thì ông chồng này ổng không lấy được bà vợ này thì cái của hồi môn đó ổng đi lấy bà vợ khác thì dễ thôi. Chứ mà nếu bà gặp một người rất thương yêu bà, chiều chuộng bà đó, thì người ta quyến luyến bà thì chưa chắc gì bà bỏ đi tu được. Nhưng khi bà lúc mà được ông chồng cho phép như vậy, theo tôi nghĩ thì ý kiến vậy thôi, tại vì ông chồng này ổng cũng không có sâu đậm với bà hết, nhưng mà ổng chỉ cảm thấy là nếu bà đi tu thì cho bà đi tu đi, để bà ở lại cái bà có không có một chút xúc động gì với tình vợ chồng hết, thì cho bà đi tu, với lại bà giàu nữa,
bà ta đi tu bà để tài sản để cho ổng hết, thì ổng cưới vợ khác, nhiều nhiều người khác cũng đâu sao. Thì ở bên xã hội bên Ấn Độ lúc trước là đã thuê người đàn ông đã thuê là chuyện bình thường, nhưng mà cái vụ đặc biệt này á, là bà có duyên với một vị a la hán nữa. Cái vị a la hán thì có, bà có thai, thì cái vị sư này thì lúc mà bà có thai, bà đi tu mà đi lộn qua cái tăng đoàn của ngài, của ông Đề Quách đó, Đề Quách Na Đắc Thá đó, là Đề Bà Đạt Đa đó, thì bà có bầu, thì ông này đuổi nó ra không muốn dính líu nữa. Thì bà đi qua bên của Đức Phật, thì Đức Phật cũng biết rằng bà Tỳ Sa Khá đã khám nghiệm rằng thì từ lúc bà đi vô trong tăng đoàn cho đến bữa nay thì bà không có làm chuyện gì hết, cho bà không biết bà có thai con đầu đầu tiên á, thì không có phạm giới gì. Đó là một trường hợp rất đặc biệt, đó là vì sao mà Đức Phật không cho người nữ vô tăng đoàn đó. Nó rất phiền phức, đi ra ngoài sợ bị người ta hãm hiếp, tới vị thánh ni cũng bị hãm hiếp nữa. Mà có phụ nữ mình có những cái ngày có kinh có tháng đó, thì nó không có tiện lợi, với lại yếu đuối so với những người đàn ông. Thành ra nếu mà các vị mà cho các vị người nữ đi tu á, thì làm mất thì giờ các vị tăng, tại các vị tăng phải nghe mấy bà đó sám hối, phải dạy bỏ thì giờ dạy cho bà đi đi nghe mỗi ngày, nghe bà sám hối là cái gì đó thì rất mất thì giờ. Thành ra Đức Phật không có cho người nữ vô đi tu là như vậy. Nhất là cái xã hội Ấn Độ ngày đó, cái phụ nữ là một 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 hạng người chắc cành lá thôi, tức là không có được tôn trọng cho lắm. Họ có thể bán người nữ làm nô lệ làm sao đó, thì lại thấy như vậy không có tốt. Nhưng mà trong cái nhân duyên này thì cái phẩm tự ngã này, cái vị bà từ lúc bà sanh đứa con ra cho đến 19 năm sau bà không có gặp được người con bà, thì một người mẹ với lòng người mẹ, thì con chó con mèo con gì vậy nó cũng thương con, nó sanh con nó thương, nó dám bảo vệ con nó để mà những kẻ thù khác lợi mà làm hại con nó có thể hy sinh tâm mạng nó để mà nó chiến đấu, để mà nó bảo vệ con của nó, đó là chuyện bình thường. Thì bà này cũng vậy, không không tránh khỏi. Bà cũng là một vị người thường, lúc bà đó là bà chưa có vô định thánh đạo, bà cũng thương nhớ khóc lóc. Chính vì thương nhớ khóc lóc là cái tự ngã của bà, còn cái tự ngã của bà còn cái thâm kiến, thành ra bà không có 19 năm bà tu hành, bà không được cái gì, bà dậm chân tại chỗ luôn, cho đến khi nào cái vị con của bà được đắc a la hán rồi đi về, bà nghe tin bà mừng lắm, bà chạy và bà gặp mà bà muốn coi cái con mình. Cái đó là chuyện thường tình của người phụ nữ. Thành ra khi bà gặp đó, khi cái người con này của bà đó là một vị a la hán rồi, nghe nhìn cái tâm, ngài nhìn biết hết, ngài nhìn cái tâm họ mà biết cái tâm của bà đang nghĩ gì. Ngài chỉ giúp người mẹ mình, tức là trả hiếu cho người mẹ mình là thuốc đắng giả tặc, nói một câu lạnh lùng cho bà đừng dính tới mình nữa. Khi bà không dính tới mình nữa thì bà không còn thân kiến nữa. Khi mà ông nói là bà đi tu làm gì vậy, tức là người khác mà gặp mẹ mình lại cho mẹ mình cầm bom, với là trời ơi tội nghiệp quá, mới gặp mẹ mình giờ mẹ mình giờ vậy vậy hay sao. Nhưng mà bà này rất là may mắn, tại vì cái người con của bà không phải là một vị tỳ khưu bình thường, đó là một vị a la hán, là một vị phật thanh văn rồi. Thành ra với một cái điều ngữ tượng tượng phu, cái danh xưng của một vị a la hán đó là họ có thần thông, họ biết cái tâm đó, họ phải biết phải làm cái gì rồi. Nên ông vị la hán này, người con của bà, nó nói một câu rất là vô tình: bà đi tu làm gì vậy, bà còn dướng dắt là tôi là con của bà, chẳng hạn như kiếp này tôi là con của bà nhưng kiếp trước tôi là cha của bà, làm sao bà biết được. Bà cứ luân hồi vậy hoài, cứ ngồi vậy, cứ tự ngã nắm cái này, ở nay là con tôi, này cha tôi, này cháu tôi, thì biết chừng nào bà mới được giải thoát. Còn cái thân kiến rất quan trọng, cho mình từ bỏ được thân kiến đó thì mình mới từ bỏ được khác, mình mới vô định thánh đạo được. Còn thân kiến là còn luân hồi, để tôi còn cái tự ngã trong đó, cái này của tôi, cái này của ta, thân này tôi, danh tiếng này của tôi là người đẹp chẳng hạn vậy, chết nhắc. Thành ra cái vị này đánh thẳng vô đó, thì cái sự mà thương nhớ 19 năm tự nhiên bị một gáo nước lạnh đổ luôn. Mà tức giận lên, bà giận mà nói trời ơi trời, con mình sao nó bạc bẽo với mình quá vậy, nó nói một câu vô tình vô nghĩa vậy, mình nhớ thương nó vậy mà nó không nói mình câu ngọt ngào, tức quá không thèm nhớ tới nó nữa, bỏ nó đi, cạy nó đi. Nó vậy nó lớn rồi, nó đi tu được rồi, nó làm gì được, cạy nó đi, mình thèm nhớ mình lo thân mình đi, mình lo tu tập đi. Nó quay về cái mục đích của bà là, tức là 19 năm về trước, cái ý định của bà là đi tu để xuất gia, để mà giải thoát. Bà tập trung vào đó thì lúc đó cái tâm
Tức là cái tâm tham còn díu díu là muốn gặp người con đó, bà không duyên dáng nữa. Lúc đó cái ngũ lực ngũ quyền của bà nó bình lặng rồi, nó cân bằng rồi, thì bà tu một thời gian đó không bao lâu thì bà đã vô, bà đắc a la hán, tức là giải vô sanh. Đó là chuyện mà tôi muốn nói giống vậy. Thì tôi từng tự tôi giải theo cô đó là pháp tắc thiện để làm duyên, tức là cái tiền sinh duyên, pháp tắc thiện để làm cho hậu sinh duyên là cái pháp thiện, để bà tu tập giống vậy. Nó là như vậy thôi. Còn nếu giảng không thì cô phải học nhiều hơn thì cô sẽ hiểu nhiều hơn. Dạ, con cũng xin chia sẻ như đó vậy thôi. Con cũng giờ cũng gần 4 giờ rồi. Con xin mời như là Văn Nhất Hạ nè, những người khác, cô tu nữ tại duyên nên chia sẻ một chút nữa. Con cũng có bận việc nữa, con phải làm bài của con nữa. Rồi, trong khi mà con chia sẻ nói những điều mà con nói giống vậy, có điều gì sai sót ha, lỗi lầm, con xin các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử chỉ dạy cho con. Và con xin trả máy, con mời người khác, Văn Nhất Hạ cũng được, cô tu nữ tại duyên cũng được, lên để ấy, tại vì sư đi rồi không còn ai nữa, không nên để cái đạo tràng trống vắng như vậy. Con xin trả máy lại, con chúc quý vị trong đạo tràng được an vui và may mắn. Dạ, yeah. sa thu cảm ơn chị Kim. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ Pháp Ca Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, cô cũng, và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, hồi nãy tự nhiên vào thấy Ngài Trí Đức, nhưng bây giờ chắc là Ngài đã rời room, vì hồi nãy cái đường truyền á, nghe không được. Lúc nghe, lúc không. Bây giờ đã càng nghe rõ. Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, hôm nay thì mình học bài, hồi nãy tự nhiên thấy bài Kinh Pháp Cú số 160. Vậy bây giờ có thể, ở đây có Như Quang, xin Như Quang có thể post bài lên dùm tự nhiên, nhìn câu Pháp Cú 166 để chia sẻ câu Phật ngôn hôm nay. Hồi nãy thì khi tự nhiên vào thì không nghe. Dạ, kính chào Huynh Đạo Huynh. Thấy cái nick. Dạ, ngày bận ngày rời rung. Dạ, cảm ơn Hồng Nhật đã post bài để tự nhiên coi. Atta đắc thần bát rát thề ná bố hu nà bí ná hà bá dê Atta đắc thần áp phình nhà giá Sá đá tháp xú bá xú tù xí già. Thưa cô, hôm nay chia sẻ chủ đề phẩm tự ngã, chọn câu mình tâm đắc nhất. Thật ra thì nhiều câu quá, nhưng mà hôm nào mình học câu pháp cú nào thì mình chia sẻ câu pháp cú đó, để chi, để nó gắn liền với cái câu pháp cú đó dễ hiểu. Dầu lợi người bao nhiêu, chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng trí tư lợi, hãy chuyên tâm lợi mình. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì nói đến câu pháp cú này, thì tự nhiên nhớ có một vị tăng, tự mình phải biết thương mình, có nghĩa là tự ngã. Ví dụ như cái người đó, một ngày đó, vị đó đi khất thực, nhưng mà đi ra ngoài đường ấy, thì bữa đó không có vật thực, có nghĩa là đi một vòng rất là xa nhưng không có ai đặt vật thực để mà dùng, thì cái vị đó mới tự nói với mình, xuất gia phận sự phải hành, dầu không vật thực tâm lành vẫn vui. Có nghĩa là mình phải biết tự
yêu mình, tự thương mình, tự để mà khuyến khích mình, dầu không vật thực nhưng cái tâm lành mình vẫn là an vui, không có hận. Vì sân hận ai đây? Vì mình đi khất thực thì không có thì thôi, chứ bây giờ mà cái vị đó rất là vui, vì cái vị đó lúc đó còn sa di, cho nên thì khi đi một vòng không có vật thực thì cuối cùng cái vị đó đi đến cái nhà mà thường đặt bát cho mình, cái đứng ở trước đó, đứng khi nào mà vị sa di thì cũng thích ăn quà bánh chuối rồi này kia đó, cái ở trong nhà người ta thấy như vậy cái người ta đem ra đặt vô cho chuối, đặt vô cái chuối mới đi, chứ bây giờ mình đi một vòng mà không có cái gì về để ăn á thì làm sao mà nuôi cái thân này một ngày đó. Thì nói đến cái phẩm tự ngã đó, tự nhiên cũng nhớ cái câu pháp nào đó, nhưng mà nói là nếu biết yêu tự ngã, hãy tự thương lấy mình, rồi cái gì nữa, mấy hai câu nữa giờ tự nhiên quên rồi, nhưng mà đó là mình phải biết thương mình. Khi mà cái thân của mình á, nó muốn bệnh, nó đau chỗ nào mình phải để ý nó và mình phải tự chăm sóc nó để mà cho nó hết. Ví dụ như đau cái tai hay là đau cái họng, cái họng thì mình nói, nhưng mà là mình phải biết chăm sóc nó. Để chi? Để mình có tắc tiếng thì mình phải dùng những cái nước gì để mà mình trị, để mình cái thân của mình, hay là mình tự lo bản thân mình. Vì khi mà cái người xuất gia đó, mình phải tự biết chăm sóc mình. Nếu mà không biết yêu cái thân của mình đó, thì rất là khó. Thì tự nhiên có vài lời chia sẻ. Hôm nay có Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, và kính thỉnh quý ngài, quý sư để mà chia sẻ về cái phẩm hôm nay là cái phẩm tự ngã, nói về cái câu cuối cùng của Hòa Thượng Thích Minh Châu rất là hay. Hãy chuyên tâm lợi mình, có nghĩa là hãy chuyên tâm tự chăm sóc bản thân của mình. Mình khi mình bệnh, mình đau như thế nào thì tự mình phải biết, mình phải biết trước người khác, người họ chăm mình, nhưng mà không hiểu bằng mình tự mình chăm sóc mình. Như đó là theo qua cái câu Pháp Cú Kinh số 166 này thì tự nhiên thì hiểu như vậy đó. Nếu mà đạo tràng có vị nào ở đây có pháp hành nữa nè, Đại Đức Pháp Trang, không biết là Đại Đức Pháp Trang hồi nãy giờ có chia sẻ chưa nữa, dạ con không biết Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức có thể mình chia sẻ, vì hôm nay thì ngài Trí Đức đã vắng ở trong room. Xin tín hiệu của quý sư để cùng nhau chia sẻ những cái ý kiến, những cái mà mình đã xuất gia tu tập như thế nào. Dạ rồi, cảm ơn Nhung Phạm. Nhung Phạm có thể chia sẻ được không? Xin Nhung Phạm mình đưa tay lên để chia sẻ câu Pháp Cú Kinh. Như Nhung Phạm nói hồi nãy đó, hôm nay chia sẻ chủ đề phẩm tự ngã, chọn câu mình tâm đắc nhất. Con xin phép mời nghe. Không thì hôm nay thì có thể Nhung Phạm hiểu như thế nào về tự ngã thì xin hãy nói lên. Nói lên thì
Theo tự nhiên nghĩ thì Nhung Phạm cũng hiểu về giáo lý rất nhiều. Alo alo 1 2 3 4. Rồi bây giờ nếu Nhung Phạm người nghe thì mời Hạnh Pháp. Hạnh Pháp hay là Giang Nhật Hạ đó mất tiêu rồi. Alo alo Hạnh Pháp, Hạnh Pháp này chia sẻ chưa? Hạnh Pháp cũng có nhiều cái chia sẻ rất là hay. Rồi bây giờ còn ai không? Alo alo Đại Đức Pháp Trang. À cô Phúc Hạnh đâu rồi? Cô Phúc Hạnh cũng đi ra rồi. Bây giờ một người chia sẻ một ít, một người chia sẻ một ít thì chắc chắn thời gian sẽ trôi rất là nhanh. Huynh đạo huynh cũng đâu mất tiêu rồi, chạy vô thì chạy ra luôn rồi. Rồi đã thấy Hạnh Pháp. Dạ kính mời Hạnh Pháp ha, chia sẻ rồi tới rồi bây giờ mình mời Hạnh Pháp ha. Còn kính lễ quý sư với cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô tự nhiên và con đặc tài cho biết kính thầy thuốc. Cảm ơn Nhung Phạm. Chia sẻ về phần tự ngã thì mấy cái về tự ngã thì về cái bản ngã của mình thì như giáo lý Đức Phật đó cũng là một cái trọng tâm để nói về vấn đề này, để và muốn diệt trừ được cái ngã của mình thì phải có trí, mà muốn có trí thì phải trí thì phải học học tập học hỏi thân cận các bằng trí môi trường để tạo thêm mình đi nhiều cái thiện duyên về từ đó thực hành. Còn 166 thì con nghĩ nha, thì cái phần mới đọc vô thì nghe có vẻ nhẹ, có vẻ ích kỷ, tư lợi của mình, nhưng mà sau đọc câu sau thì cái phần thắng trí là cái tư lợi này bằng cái trí, tức là người trí dùng cái cách bằng cái những thiện pháp về tài vật rồi về giáo lý, về cái học hỏi của mình, chứ không phải như cái dạng mà tư lợi tà, tư lợi thì tranh giành rồi đoạt rồi phỉ báng gì đó, trau dồi những cái bất thiện thì đó là điều hại rồi. Còn trong thực tế đời mình con thấy là nhiều lúc mình phải có được một cái giỏi gì đó mình mới giúp được mọi người người khác, tức là mình phải trau dồi những cái điều như về kiến thức, muốn giúp người ta về cái vấn đề về tư vấn về vấn đề gì đó thì mình phải tu bồi những lĩnh vực đó mình cho giỏi. Chứ còn nếu mà ôi mình thương người kia quá, mình tội người kia quá, nhiều lúc nó bằng cái miệng không thì nó cũng thấy cũng có khó, thấy cũng chứng chướng. Lúc cái tâm mình thì cũng có thiệt, tâm mình thì thương thiệt nhưng mà không giúp gì được, cái cảm giác bất lực, không biết gọi là lực bất tòng tâm, không biết mọi người ở đây đã từng trải qua chưa, thấy nó còn khó chịu hơn, những lúc khó chịu hơn chính bản thân mình trong hoàn cảnh đó. Đấy. Trong cái câu 166 này thì con nghĩ là nó muốn mặc dù trong đời mình thiện pháp thì mình phải giúp người làm nhiều việc thiện, nhưng mà cũng chớ quên là phải bồi bổ, phải chính bản thân mình phải tự lực, rồi phải
cho mình thêm những kiến thức rồi tu tập để có những kết quả tốt đẹp. Từ những kết quả tốt đẹp đó nó giúp mình mới thăng tiến, rồi thăng tiến rồi mình trí tuệ phát triển thì mình mới giúp được nhiều người một cách nó thông suốt, nó rõ ràng, nó sốt sở, nó trọn vẹn hơn ạ. Còn nếu mà trí tuệ mình mà không có phương pháp giải quyết, mình muốn giúp người thì cảm giác đó thì mình, cái trường hợp đó thì mình, chính bản thân mình cũng khó xử, khó chịu, và người kia cũng, cái đối tượng mà mình muốn giúp thì họ cũng đốt. Thì thì nếu rơi vào trường hợp đó thì cũng là lúc đó chúng ta chỉ biết trách chúng ta bản thân mình sao mà không chịu học hỏi rồi tu rồi rồi luyện tập thế này để có thể hữu ích hơn. Còn cũng như chỉ nhiều đó thôi. Con xin tạm bích lại. Sa thú cảm ơn Quynh Hạnh Pháp. Thì qua những lời chia sẻ của Hạnh Pháp thì đúng như vậy. Tự nhiên nhớ ra một câu pháp cú kia rồi, nhưng mà không biết số mấy quên rồi. Nếu biết yêu tự ngã, hãy tự thương mình, người trí luôn có trí trong ba canh, phải luôn luôn tỉnh thức. Để chi? Để mình học, và trước khi mình muốn dìu một người khác thì mình phải hiểu rõ và mình phải hướng dẫn như thế nào để người ta đi đúng hướng, đúng đường. Thì luôn luôn cái người trí á, thì không, thì Pháp thì nói là trong ba canh, nhưng mà thật ra cái người xuất gia phải luôn luôn tỉnh thức, chứ không có nói là dạ cảm ơn chị Như. Chị Như Quang đưa cái câu này đây. Dạ đúng là 157. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo, đúng rồi. Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Đó là cái câu này. Cái câu này rất là hay. Đó, cho nên á, thì tự nhiên muốn mình học câu nào, mặc dù câu nào nó cũng hay, nhưng mà mình đi sát vô câu pháp cú á, thì rất là dễ hiểu. Chẳng hạn như hôm nay á, thì cũng là câu pháp cú 166 thì cũng nói về tự ngã. Nhưng mà tự nhiên á, thì cứ nhớ mãi trong đầu là cái câu này nè. Nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Nó là như vậy đó. Nghĩa là mình biết thương yêu cái thân mình á, thì mình mới biết yêu thương cái thân của người khác. Ví dụ thân mình ốm đau, mình biết chăm sóc, thì mình thấy người khác thì mình sẽ thương yêu người khác cũng giống như mình. Đó, cho nên á, thì mình phải khéo bảo vệ. Mà nói đó là nói riêng cái những sự bệnh hoạn đồ này kia, nhưng mà nói về học cũng vậy. Thì mình phải như thế nào, mình phải học, mình hiểu cho nó sát với cái câu pháp cú đó thì mình rất là dễ hiểu. Mặc dù nó ngắn, nó có mấy chữ thôi. Nếu mà có những vị mà người ta chuyên chú về chẳng hạn như là một pháp sư, thì họ sẽ tán ra, gọi là tán ra nó dài nữa. Ví dụ như câu này chỉ có 4 câu thôi, nhưng mà họ giảng có thể có người giảng đến 30 phút hoặc 45 phút hoặc là 1 tiếng đồng hồ, chỉ cần 4 câu là vì họ chuyên, họ có cái pháp để mà chú nghiên cứu rồi lên pháp tọa để mà hỏi giảng rộng
Đó cho nên á, thì theo tự nhiên thì chỉ biết cái căn bản của cái câu câu pháp cú đó thôi. Chỉ là vì mình chỉ muốn học để mình hiểu, để mình tu. Và nếu mà có đủ duyên thì có thể chia sẻ quyến thuộc của mình. Nếu mà đủ duyên thì họ cũng hiểu. Nhưng mà thật ra khó, không có dễ. Nếu mà biết yêu tự ngã, nó chia ra, nó chia nhiều lắm. Cho nên cái người hiểu á, thì rất là dễ. Còn họ không hiểu thì khó, khó nói. Dạ, bây giờ thì chỉ còn có 20 phút nữa. Như vậy thì chị Metta, chị Metta kính mời chị trở lại để cầm mic, vì tự nhiên đã tranh thủ mà bây giờ cũng trễ rồi. Bây giờ cũng trễ hết 10 phút để dùng buổi sáng. Vì hôm nay sư phụ đi dạy, với lại mình sống chung với hội chúng cũng không phải giống như là mình ở cái tỉnh thất riêng của mình. Cho nên thì xin quý sư và thân chào quý thiền nam tín nữ. Tự nhiên xin xuống mic. Dạ, bây giờ đã thấy chị Metta. Dạ, kính mời chị ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mài Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên rất là nhiều. Cô đã chia sẻ về câu 166 và cả câu 157 trong cái phẩm tự ngã này. Dạ, xà thú cô. Dạ, bây giờ thì chúng con xin kính mời quý sư, sư Tuệ Đức, sư Pháp Trang có những lời chia sẻ để giúp chúng con có thêm hành trang để tu tập. Dạ, tới phẩm này có tới 10 câu. Dạ, thì quý sư chia sẻ câu nào cũng được. Dạ, nó rất là rộng rãi, 10 câu. Dạ, con kính bàn tay của quý sư ạ. Dạ, con xin kính dâng mít cho quý sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, không biết quý sư có mặt trước máy hay không. Dạ, con kính một lần nữa, con kính mời quý sư ạ. Dạ, trong lúc chờ đợi quý sư thì bây giờ Metta cũng xin mời quý vị khác lên chia sẻ. Dạ. Trong cái phẩm tự ngã hôm nay có tới 10 câu. Dạ, quý vị tâm đắc câu nào thì chia sẻ câu đó. Dạ. Metta xin kính mời quý vị ạ. Đây, còn cô Nhung Phạm thì cũng chưa. Rồi bây giờ thì còn Quynh Lý. Rồi. Dạ. Dạ, quý vị nào có trước máy thì xin lên chia sẻ. Dạ, Metta xin nhường mic ạ.
một lần nữa Metta xin kính mời quý vị đừng để rung trống vắng. Bây giờ ta chỉ còn có 15 phút nữa thôi là hết giờ. Dạ, Metta xin bổ sung thêm những cái chia sẻ thêm về cái câu 160 mà hồi nãy 166 nhé, mà Metta đã đưa ra là cái câu tâm đắc nhất của Metta. Thì nãy Metta chỉ nói chỉ có một số ý thôi, bây giờ Metta xin chia sẻ thêm. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh của Metta không? Thì quên hỏi để không biết có nghe được không. Dạ, cảm ơn cô Nhung, cảm ơn cô Hạnh Kiểm, cảm ơn Quỳnh Hạnh Pháp và cảm ơn cô Như Quang. Dạ, theo Metta thì cái mục đích tối thượng của người tu, dù là bậc xuất gia như quý sư hay là quý cô tu nữ, mà chúng con là quý Phật tử, người con Phật, thì muốn đạt được cái tư lợi là cái mục đích tối thượng mà Đức Phật đã đề ra cho chúng ta, đó là đạo quả giải thoát. Chúng ta không có nên bỏ qua cái tư lợi này, mà theo Metta thì đây là ý kiến riêng của Metta, là trong lòng chúng ta lúc nào cũng phải nhớ đến cái tư lợi này. Tư lợi này không phải là một sự ích kỷ, sự ganh tị hay gì, mà đây là cái mục đích tối thượng mà Đức Phật đã đưa ra. Cái tư lợi này, đây là con đường giải thoát, đạt đến đạo quả, đạt đến thánh sản để thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thành ra chúng ta bất cứ một cái việc làm nào, chúng ta cũng phải tự mình suy xét lại là cái điều đó có lợi mình, lợi người hay không là trước tiên. Và chúng ta phải nhớ là phải tự mình làm, tự mình y chỉ mình, tự mình thu thúc mình để mà làm thế nào tu tập theo cái giáo pháp của Đức Phật. Đó là con đường bát chánh đạo. Mình làm cái gì mình cũng y chỉ vào cái con đường bát chánh đạo về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì cái việc tu tập của mình, dầu kiếp này mình chưa đạt được, rồi thì đến kiếp sau, sau nữa, thì mình vẫn đi theo con đường chánh pháp đó, thì có ngày mình cũng sẽ được từ từ mình tiến lên, và có lẽ mình cũng sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Thì Metta nghĩ như vậy. Thì không biết là cái điều Metta chia sẻ đó là quý vị thấy có điều gì mà không đúng hay là điều gì không thích hợp thì cho biết. Dạ, cô Kim cho biết là chắc cũng không có điều gì sai. Dạ, bây giờ thì cũng còn khoảng 11 phút nữa. Vậy thì trong này cũng còn có nhiều vị chưa có chia sẻ. Thì có thể quý vị có thể chia sẻ thêm bất cứ trong cái câu nào mà quý vị tâm đắc. Dạ, ta cũng xin kính mời ạ. Cô đưa bằng đạo tràng. Dạ, con cảm ơn.
ta để cho con biết tín hiệu tốt. Rồi con lên cái này câu giờ luôn quá. Mà câu nổi cái này. Thì con xin có chút ý kiến xin chia sẻ thêm một cái câu 166 thì qua cái tích điện thấy rằng không có cái vật phẩm cúng dường nào mà bằng cái hương đức hạnh của người tụ tập để cúng dường lên trong ngày. Mà con thấy hiện tại cái hương đó thì cái hương hiện tại thời nay thì thấy đã không thấy chùa bằng cái tâm tham rồi còn tâm si mình tới mình cầu cạnh rồi nương nhờ sinh vật à. Mà trong khi tự thân mình lại không có thực hành những lời Phật dạy, mà cứ trong khi Phật dạy là muốn giàu thì phải cố thí, mà không thực hành mà cứ lên sinh với cầu không à. Cuộc là dần dần biến đạo Phật của mình thành một môn gọi là thần giáo hết à. Biến ông Phật của mình vị thần nó đi là hướng rồi, nó không còn ý nghĩa cái đạo Phật đức bổn sư được truyền lại. Trong khi đó thì một số người trong buổi lễ thì cứ lăng xăng phải cái này phải cái kia rồi phải bày cái này với cái kia đúng, đưa lên bàn thờ cúng dường những ngày như vậy mới đúng, mặc dù những cái thứ đó là cần thiết để mình thể hiện một cái gì nó trang trọng, nhưng mà nếu lăng xăng mà tâm mình cứ lăng xăng vào những điều đó thì nó bị loạn, nó không còn tốt, không thích hợp nữa. Mà trong khi cái cốt lõi quan trọng nhất là mình phải cái tâm mình nó phải bình ổn, rồi trong những ngày mà lễ nữa cố gắng tu tập sau đó để đem cái hương vị của sự tu tập đó cũng như được Đức Thế Tôn, thì không nghĩ rằng nó cái đó nó sẽ tốt hơn ạ. Và cộng với cái vấn đề mà sự chuẩn bị trang lễ thì nếu mình thiếu sót gì thì thôi thì cũng chấp nhận cái hiện tại như vậy, đừng có nên lăng xăng rồi những cái phải tốn quá nhiều chi phí vào những cái vấn đề đó ạ. Nó sẽ đó là đứng vấn đề là Đức Phật cũng không muốn như vậy. Đó, mới có được 3 phút thôi mà hết ý rồi. Để con chặt mít lại mời kim lại đi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Thầm Mà giá, Nam Mô Săng Kha giá. Thôi thì mời cô Nhung Phạm đi. Mình có chút ý kiến với đạo tràng đi. Dạ.
trong 10 câu lận mà quá rộng rãi, thì xin mời cô Nhung Phạm nha. Cũng gần hết giờ rồi thôi, còn 6 phút nữa. Dạ, xin mời cô nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sang Khà Dạ. Thì cũng còn 4 phút nữa là hết giờ mà không còn ý kiến của ai nữa. Thì con Metta thấy trong room cũng còn Sư Pháp Trang và Sư Tuệ Đức. Vậy thì con xin đọc phần sám hối để xin quý sư chúc phúc. Mà không biết quý sư có mặt trước máy hay không, cho con biết tín hiệu. Dạ, không biết quý sư có mặt trước máy hay không, cho con biết tín hiệu để con đọc phần sám hối. Dạ. Con kính thỉnh quý sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con hôm nay đặt Phật Pháp về tổng kết cái phẩm tự ngã rất là lợi ích cho chúng con trên con đường tu tập. Và con kính thỉnh sư Tuệ Đức, xin sư cho biết coi sư có mặt trước máy hay không. Dạ, máy của Metta giờ đây không thấy sư có đưa tay hay không quý vị. Dạ, Huynh Hành Pháp nói chắc là sư bận việc rồi. Thôi, bây giờ không có ai chúc phúc hết. Mà cũng sư Trí Đức thì cũng đã ra rời room rồi. Thì bây giờ, thôi thì chúng ta... Hôm nay sinh hoạt cũng rất là có nhiều điều lợi lạc để bổ sung cho cái tri kiến của chúng ta trên con đường tu tập. Thì thôi, Metta cũng xin chúc tất cả quý vị trong đạo tràng. Hay là trước hết thì con cũng xin chúc quý cô, quý sư, như là sư Trí Đức, rồi sư Phước Thạnh, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức và quý cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp và cùng